Chuyện chia tay giữa Vương Anh Ole, tên thật Trần Vương Anh, sinh năm 1992, và bạn gái hot girl Ngọc Ánh, tên thật Hoàng Ngọc Ánh, nhận được nhiều bình luận trái chiều trong những ngày gần đây. Điều này đến từ thông báo chia tay của Vương Anh khi anh chàng tiết lộ lý do tan vỡ bởi người yêu ghen tuông, không muốn nam diễn viên đóng cảnh lãng mạn với bạn diễn nữ khác. Ngay sau đó, cả Vương Anh lẫn Ngọc Ánh đều nhận về phản ứng tiêu cực. Sau nhiều ngày giữ im lặng trước thông tin chia tay bạn trai diễn viên, mới đây trên kênh TikTok cá nhân, hot girl Ngọc Ánh đăng tải clip chia sẻ khoảnh khắc đi ăn tối tại một nhà hàng. Đáng chú ý, cô chèn lời ca khúc Acid Side của Hiếu Thứ Hai với những câu hát đầy tâm trạng, nói về cảm xúc của một cô gái sau chia tay như: "Em hiểu rằng chúng ta không ai là sai, chỉ là em không muốn em mãi sẽ là lựa chọn thứ hai. Mãi sau những điều anh cho là lý do để anh tồn tại, vậy đâu còn lý do để em ở lại." Đăng kèm với clip, Ngọc Ánh ghi tiêu đề 4 chữ được nhiều người cho là tâm trạng của cô sau chia tay, biển báo lối thoát. Hiện tại, chỉ sau chưa đầy một ngày đăng tải, clip này đã thu về hơn 1,5 triệu lượt xem và hàng trăm nghìn bình luận của cộng đồng mạng, những người theo dõi chuyện tình của cặp đôi. Đông đảo netizen mong cô sẽ sớm quên chuyện cũ, tìm được một người mới có chung định hướng. Nhiều người cũng nhận ra Ngọc Ánh đã có sự thay đổi về ngoại hình sau chia tay, cô nàng cắt tóc ngắn hơn so với trước đây. Sau chia tay, nhiều cô gái thường chọn cắt tóc như một cách để rũ bỏ muộn phiền, làm mới bản thân. Sau gần một tuần thông báo chia tay, cả hai không còn follow nhau trên mạng xã hội. Trên kênh TikTok cá nhân hơn 6,5 triệu người theo dõi, Ngọc Ánh vẫn giữ nguyên những clip trước đó mà cả hai quay chung. Song, trước những comment của netizen hỏi hay khuyên nhủ về việc chia tay, cô đều giữ im lặng. Trước đó, khi Vương Anh Ole thông báo đã chia tay với bạn gái, dù không ai mong muốn, song một bộ phận netizen đã tác Ngọc Ánh vào bên dưới các đoạn cắt của phim với những câu nói khiêu khích, tấn công, toxic. Sau khi bạn gái bị netizen công kích, Vương Anh đã lên tiếng bảo vệ người cũ, việc bọn mình chia tay là do không cùng con đường, không cùng mục tiêu nên dừng lại trong sự tôn trọng lẫn nhau, không xích mích, không hết yêu và tuyệt đối không có người thứ ba. Nhưng lời bảo vệ này chẳng thể xoa dịu cộng đồng mạng, nhiều người cho rằng sao nam kém duyên, thiếu tinh tế trong cách thông báo đường ai nấy đi với bạn gái lâu năm. Vương Anh Ole nổi tiếng khi là một hot boy và diễn viên đóng trong các phim nổi tiếng như Bộ Tứ 10A8, Những Phóng Viên Vui Nhộn, Về Nhà Đi Con. Mới đây, anh nhận được sự chú ý khi vào vai thái tình địch của Trải trong bộ phim đang hot Đi Giữa Trời Rực Rỡ. Anh có chuyện tình kéo dài lâu năm với Ngọc Ánh, hot girl sở hữu hơn 6,5 triệu lượt theo dõi. Cả hai đã có quãng thời gian hạnh phúc khi cùng nhau đi làm, đi tập, cùng làm những trò vô tri, có tính cách cùng tần số. Cách đây không lâu, khi Vương Anh ghi hình Đi Giữa Trời Rực Rỡ, Ngọc Ánh cũng đi từ thành phố Hồ Chí Minh lên tận Cao Bằng để thăm và chăm sóc người yêu. Mặc dù trải qua nhiều mối tình nhưng đường tình duyên của Vương Anh khá lận đận. Anh chàng từng tâm sự bản thân thường là cửa dưới và thích đối phương quá nên người ta cảm nhận được điều đó sẽ được đà lần tới. Đó cũng là một trong những lý do chia tay thường có của anh chàng. Sau nhiều lần yêu, anh nhận ra bài học là đừng quá yêu một ai đó, yêu bằng một nửa trái tim thôi, yêu bằng cả trái tim là thiệt đấy. Anh chàng cho biết, vì mình làm nghệ thuật sớm, lại tự kiếm tiền tự mua tất cả mọi thứ, tự lo được cho bản thân nên không tránh khỏi việc muốn tìm cho mình cô gái phù hợp. Cứ tìm xong bỏ, liên tục, nói chung cũng là tuổi trẻ thôi, là tình cảm thôi, không phải cái quan trọng nhất, có cũng được, không có thì tính sau.